Các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến một cái huyện rất là quen thuộc trong tỉnh An Giang, đó là huyện Chợ Mới. Hiện tại mình đang đi trên phà An Hòa, bên đây là Long Xuyên, còn bên kia là Chợ Mới nha các bạn. Các bạn biết thì huyện Chợ Mới được bao bọc bởi sông Tiền, sông Hậu, sông Dầm Neo và các tàu thượng. Ở Chợ Mới thì có rất là nhiều cù lao, đó có hai cái cù lao tiếng, đó là cù lao Ông Chưởng và cù lao Duyên các bạn. Các bạn nghe cù lao Ông Chưởng thì có tên không? Hôm nay mình sẽ đi Cù Lao Giêng nha. Cù Lao Giêng không chỉ nổi tiếng về cái phong cảnh các bạn, có rất là nhiều danh nhân. Ở đây có rất là nhiều vườn cây ăn quả. Trong đó có một cái ngôi chùa rất là đẹp ở trong cái Cù Lao Giêng này các bạn, đó là cái chùa Phước Thành. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến thăm cái ngôi chùa này nha. Sau khi lên phà An Hòa thì các bạn gặp một cái bảng chỉ đường, các bạn đi về Bình Phước Xuân nên các bạn sẽ đi thẳng về Cụ Hội nha. Đây là cái đường đi về Cụ Hội nha các bạn, đường đi rất là dễ đi, đường này mới làm rất là rộng. Các bạn gặp tới Cụ Hội các bạn gặp một cái bảng này sẽ có hai hướng rẽ các bạn đi quẹo trái thì các bạn đi thành phố đó. Còn các bạn quẹo phải thì chạy thêm khoảng 1 km nữa thì các bạn sẽ gặp một cái bến đò. Bến đò này gọi là bến đò Gạch Sâu nha các bạn. Đi này thì các bạn chú ý nha, chạy chậm thôi, tại vì cái đây khoảng 500 m thì thường thì có công an bắn tốc độ. Bây giờ mình đã tới cái bến đò này các bạn. Bến đò này bến đò Gạch Sâu nha. Bến đò này ăn rất là rẻ, chỉ có 4.000 thôi. Ở bên đò có đó các bạn để đến tham quan Cù Lao Duyên này các bạn. Ở hai bên bờ sông thì mình thấy là có trồng rất là nhiều điển điển. Chắc đây là một cái nghề của người dân đây luôn á. Người ta trồng điển điển để mùa nước người ta sẽ hái bông điển người ta bán nha các bạn. Lớn cao lên vậy đó, cái xe thành bức tường luôn. Yeah. Chào các bạn, trước mắt các bạn là chùa đặc biệt ở An Giang. Ngôi chùa này có tên là chùa Phước Thành. Thì ngôi chùa này đã được sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là một ngôi chùa lớn với công trình là tượng Phật Tổ, A Di Đà và 48 vị Bồ Tát lớn nhất nha. Các bạn theo chân mình vào tham quan ngôi chùa này coi có gì đặc biệt mà được sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào phía trong bên chùa để quay cho các bạn xem toàn cảnh đây nha các bạn. Thì vừa bước vào á thì một cái khung cảnh rất là lộng lẫy nó đập vào mắt mình, là nguyên một màu vàng rất là rực rỡ. Mình cảm giác như là đi một ngôi chùa vừa mang kiến trúc hiện đại vừa mang kiến trúc cổ xưa giống như ở Ấn Độ các bạn. Phía bên tay trái và tay phải và xung quanh chùa thì mình thấy có rất là nhiều tượng Phật. Thì mình biết là có 48 tượng Phật Bồ Tát nha các bạn. Chính giữa là chính điện, bây giờ mình sẽ đi vào bên trái. Bên trái và bên phải thì có hai cái tòa nhà cũng rất là to. Bên đây cũng thờ cúng đấy các bạn. Hiện tại gần Tết nhưng mà mình thấy cũng có rất là ít người đến đây. Ở đây là cái khuôn viên của chùa các bạn. Còn đây là cái tượng Phật Di Đạt đứng sừng sững dưới trời. Theo mình được biết thì chùa thành do Hòa Thượng Thích Bửu Đức khai sơn vào năm 1872, tọa lạc tại Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, An Giang. Hiện tại thì chùa này do Hòa Thượng Thích Vô Tài, trưởng ban nghị sự Phật giáo làm chủ trì các bạn. Qua nhiều lần, rất là nhiều lần trùng tu nên ngôi chùa này hiện tại rất là đẹp. Đây là tượng Phật cao 39 m các bạn. Đây là tượng Phật cao 39 m, chất liệu bằng bê tông cốt thép. Bây giờ mình sẽ đi qua bên tay trái, mình sẽ đi lên từng con tháp nha các bạn. Thì mỗi con tháp nó sẽ có một cái cầu uốn lượn, nó liền các tháp với nhau nên nhìn rất là đẹp. Mình thường thấy các bạn đến đây chụp hình rất là nhiều, up lên Facebook nên mình biết đến đây mà mình review cho các bạn xem. Các bạn thấy những cái cầu uốn lượn rất là đẹp nha các bạn. Đứng đây chụp hình thì cũng rất là ảnh. Đó, chính giữa là chánh điện. Ở đây mình thấy cái kiến trúc nó xây giống là ngôi chùa Ấn Độ vậy đó. Đây là tượng Phật A Di Đà, các thân quỷ các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ quay toàn cảnh cho các bạn xem ở đây các bạn. Phía trước chùa thì chúng ta sẽ thấy hai hành lang nối lên cao, ước nhìn tượng Phật mình thấy rất là vĩ đại. Nhìn xuống thì mình thấy rất là nhiều cảnh đẹp các bạn. Ở đây mình tưởng tượng như là một cái ngôi chùa nằm ở giữa những cái vườn mà do người dân người ta trồng các bạn. Ở đây thì người ta trồng vườn rất là nhiều, đa số là trồng vườn, còn ở mình thì trồng lúa thôi. Ở đây mỗi một cái tượng Bồ Tát thì cao khoảng 5 m nha các bạn. Chất liệu cũng bằng bê tông cốt thép luôn. Mình sẽ lên đây quay cho các bạn phía chính diện nha. Ở đây có một cái bảng xác lập kỷ lục nữa các bạn. Ở đây là chùa Phước Thành, quần thể tượng Phật Di Lạc, 480 Bồ Tát. Rồi đây là chứng tích và quá trình thành lập của chùa nha các bạn. Mình thấy cái tượng Phật này rất là hùng vĩ mà đứng sừng sững dưới trời luôn, nhìn rất là hoành tráng và đẹp. Phía sau là một cái vườn mênh mông của người dân luôn. Ở chỗ mỗi ngôi tháp thì sẽ có một cái tượng Phật riêng, cái này màu vàng, rồi có ghế ngồi và cái cầu nó liền với các tháp với nhau nè. Ở đây là Cù Lao Duyên. Cù Lao Duyên là được mệnh danh là đệ nhất Cù Lao ở đây là các bạn. Đệ nhất ở đây là Cù Lao Duyên này có rất là nhiều danh nhân này các bạn, rồi văn hóa lịch sử. Đây có rất là nhiều điểm để mình tham quan du lịch nhưng mà mình không có thời gian đi nhiều nên mình chỉ đến đây quay cho các bạn xem cái chùa thành này để các bạn có dịp đến đây và khám phá cái ngôi chùa này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi xung quanh, mình quay cho các bạn xem toàn cảnh đây nha. Mời các bạn xem video nha. nay cũng là những ngày cuối năm rồi các bạn. Mình sẽ cố gắng review thật nhiều chùa ở An Giang cho các bạn xem. Thì các bạn muốn đến ngôi chùa nào thì các bạn hãy comment ở bên dưới, mình sẽ cố gắng review cho các bạn xem nha. Các bạn ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video sau. Bye bye.